Hello anh em, hôm nay Minh Châu giới thiệu cho anh em màu mới của Thu Hiếu Deadtone này, nén khí mới nha. Đây là dòng nén khí gọn nhẹ, anh em mình có thể vận chuyển bằng xe máy rất là ok luôn. Anh em, những anh em mà làm thạch cao hay là làm những công việc mà cần đến nén khí thì con này là chất nha anh em ha. Hay là mình bắn đinh gồ này, những con mà nén khí 30 lít anh em có thể bắn đinh thoải mái luôn. Hoạt động ở con này thì cực kỳ êm anh em ạ. Dòng này thì công suất là 2HP, 2.0HP nha anh em. Và bình chứa là 30 lít. Anh em mình có thể làm các công việc thoải mái luôn. Đây, máy thì khi mà anh em mua về nó ở trong thùng như thế này ha. Có hình hòm, nó có đầy đủ như thế này để anh em mình tham khảo này. Bảo hành chính hãng 6 tháng này. Dòng công nghiệp Heavy Duty này anh em. Đây, công suất là 2.0HP tương đương với 1500W này anh em. Bình chứa là 30 lít nha. Đây, tiếng ồn là chỉ có 68dB nha anh em. Điện năng sử dụng là 220V. Tốc độ là 2850 vòng trên 1 phút. Bình chứa là 30 lít. Đây, tốc độ nén của máy là 200 lít 1 phút anh em. Rất là khỏe luôn. Đây, áp lực nén xuống bình là 83 nha anh em. Đó, 83 là 8 kg hơi. Anh em mình ở mức độ an toàn thì anh em mình sử dụng ở 8 kg là ok anh em. Nhưng mà nếu anh em muốn chỉnh, anh em có thể chỉnh lên đến 10kg, 12kg vẫn được nha. Nhưng mà bình thì rất là dài dằng luôn. Nhưng anh em mà muốn an toàn thì mình sử dụng ở 8kg thôi, cho nó an toàn ha. Hết thì nó máy nó tự bơm rồi, được lập trình cơ và đồng hồ là đồng hồ anh em thấy này. Đồng hồ của Deadtone thì nó là màu xanh luôn ha anh em. Relé ở bên trên là có cấp nguồn luôn cho anh em nha. Báo cấp nguồn, mạnh hay yếu. Anh em chỉ cần cắm cái này lên, anh em nhìn ở trên đây là anh em biết là điện ở trong nhà mình đang bao nhiêu vôn. 180, 200V, 220, 230 là nó có báo ở trên đây luôn. Cho nên anh em mình rất là đà ở dòng này luôn anh em. Còn những anh em mà sử dụng gia đình ha, mình bơm xe hơi, xe máy ở trong gia đình mình sử dụng thì, hoặc là làm lặt vặt, phun sơn thì con này cũng rất là ok luôn. Dòng nén khí được thiết kế của thương hiệu Deadtone thì anh em thấy là phần thiết kế ở động cơ là rất là chuẩn luôn nha. Đây, chịu nổi của Deadtone này anh em ha. Về phần các thông số của máy là có đầy đủ ở đây. Tay cầm thì anh em có thể tháo rời này ha. Khi mà anh em muốn cố định thì anh em có kèm theo sẵn ốc cho anh em này ha. Bốn con ốc anh em có thể vặn vô ở hai bên đây. Nó sẽ cố định lại cái tay cầm để anh em có thể di chuyển sách lên mà đi ha. Còn bây giờ Minh Châu chỉ review cho nên là không có siết lại ha. Có ốc sẵn cho anh em và hai cái khớp nối nhanh để anh em mình sử dụng. Vặn vào hai cái ống ra ở đây ha anh em. Đây, hai cái khóa đầu ra ở đây luôn cho anh em này nha. Anh em thấy không? Hai khóa đầu ra ở đây luôn. Đây, con máy như thế này thì anh em mình sử dụng khi mà vận chuyển anh em thấy rất là ok luôn. Nếu mà anh em thấy cái tay cầm nó vướng víu anh em cũng có thể bỏ ra luôn, không cần thiết luôn. Đây ha. Về phần làm hơi thì anh em thấy là hai bít tông làm hơi độc lập vào van một chiều luôn nha. Van một chiều là đồng 100% này anh em. Cốc khô này ha, một cốc khô nhưng mà hai đầu hơi, hai bít tông làm hơi độc lập luôn anh em. Boe thì anh em thấy là bình thường, những dòng khác của Deadtone mà chưa cải tiến thì boe nó nằm bên ngoài đúng không? Anh em khi mà vận chuyển lỡ nó có, anh em buộc dây cao su, lỡ nó có bị tuột dây hoặc là va đập nó cũng sẽ gãy boe ha. Nó sẽ, khi mà không có boe là lọc gió nó không được lọc, nó nhanh xuống cấp máy hơn. Nhưng mà ở đây nó thiết kế boe nằm bên trong luôn này. Đó, khi mà về lâu về dài lên lấy tua vít mở trên đây ra, vệ sinh ở bên trong này cho cái mút ở bên trong á để cho nó hút. Nó được sạch sẽ hơn cái khi mà hơi vào bình ha. Rất là ok luôn anh em. Về dòng này thì anh em thấy là dây cáp mà để tải hơi xuống bình thì anh em thấy là dây cáp bằng kim loại nha. Bố kim loại rất là chắc chắn và bền bỉ luôn anh em. Rồi, đặc biệt ở dòng này thì anh em thấy là hai đầu là thiết kế hai cánh quạt để cho làm mát luôn. Cho nên là anh em mình làm mát ở máy là rất là mát luôn anh em. Làm việc, thời gian làm việc nó được lâu dài, tuổi thọ nó cao hơn. Thì anh em thấy không? Đó, cánh quạt này. Đây, trang bị chúng ta hai cái khóa này đồng 100% nha anh em. Bằng đồng nha, không phải Atimon nha. Cho nên là anh em mình xài rất là bền bỉ luôn. Khóa này, anh em không sử dụng thì mình khóa hơi lại ha, để không mất hơi. Đồng hồ thì khi nó báo ở đây, khi mà lên tới vạch 8kg là nó lên vạch đỏ đó anh em. 8kg, qua 8kg là vạch đỏ rồi. Thì anh em nếu mà cần thiết lắm, khi mà sử dụng những cái công việc mà cần hơi mạnh để anh em mình đẩy thì mới nén chỉnh cái relé cho nó nén lên tí. Còn không thì anh em cứ sử dụng ở lập trình của nhà máy thì anh em mình sẽ rất là an toàn luôn anh em. Khi mà quá tải, máy mà quá tải nó sẽ xả ở cái van xả tràn ở đây. Cho nên là khi mà anh em có chỉnh lên đến 12kg, máy nó quá tải là nó cũng sẽ xả ở đây nha.
đó, mình không chỉnh quá được đâu. Hoặc là trường hợp mà relay nó bị hỏng hóc là nó sẽ từ xạ, đây là anh em biết là relay hỏng nó không từ ngắt được ha. Đây tắt mở, khi relay mà anh em muốn tắt này là tắt, là mở, là bật xuống là mở này ha, là bật xuống đây, nó để cái chữ auto này anh em đây ha, auto là anh em bật xuống đây là máy hết hơi nó sẽ từ bơm và đầy hơi nó sẽ từ tắt. Còn anh em bấm lên đây là stop, khi nào anh em muốn chạy lại thì anh em bật xuống ha. Rồi dây nguồn có đầy đủ cho anh em như thế này nè ha, dây con này thì dây ngắn thôi nhưng mà có kèm đai cho anh em xài rất là chất lượng luôn, anh em muốn dài dây thì mình nối theo bộ cắm ha. Rồi bây giờ mình cho xài kim điện để anh em thấy dòng này hơi khí nén cực nhanh luôn anh em ạ, êm cực kỳ luôn. Đây đầu tiên là anh em nhìn lên cái relay nó có báo nguồn điện này anh em, đây anh em thấy không, relay báo cấp nguồn luôn, ở điện Minh Châu là 232 này ha. À, ok chưa, rồi mình gạt này xuống là nó sẽ chạy nè, để anh em nhìn nè. Đó, khi đủ 8kg là máy sẽ ngắt và cấp khô này, cấp khô anh em thấy không, nghe nó xì nó xả tràn anh em, cho nên là khi mà đầy hơi nó sẽ xả tràn ở hơi ở trong đường ống này nha, không có hơi ở trong đường ống khi mà đầy ba lại máy nó sẽ rất là nhẹ nhàng luôn. Và còn một điều đặc biệt nữa ở những dòng mà khác thì anh em thấy là ở bên dưới đây anh em thấy không, ở bên dưới này nó sẽ có một cái con ốc, khi mà anh em xả nước á vặn tháo ra nghiêng bình vặn rất là mệt, còn ở đây thì có sẵn một cái khóa ở đây nha anh em, để ý cái khóa này ha, khi mà anh em xài về lâu về dài vài tháng mà thấy ở trong bình nó có nước, tại vì tàu hơi là sẽ có nước anh em, đó anh em chỉ cần gạt cái này xuống là nước nó sẽ ra, ok chưa, gạt xong nước ra xong đóng lại là sử dụng thôi, cực kỳ ok luôn anh em. Máy thì có đầy đủ cho anh em cả hai nối nhanh như thế này, và chương trình hôm nay ở Minh Châu lên mới nhưng vẫn rất là tốt giá cho anh em luôn ha. Đó, anh em thấy đồ hoàn thiện bên ngoài rất là ok đúng không, giá nó chỉ có 2.450.000 là anh em có thể sở hữu một máy như thế này ha, 2.450.000 nha anh em, có đầy đủ như thế này, được bảo hành 6 tháng cho anh em ha, rất là yên tâm luôn anh em, dòng này thì anh em thoải mái sử dụng luôn, dây đồng 100% anh em. Rồi anh em nào có nhu cầu thì mình có thể trực tiếp đến cửa hàng của máy rừng Minh Châu để mình sở hữu một máy, còn anh em ở xa mình có thể gọi điện thoại đặt hàng ở các số điện thoại bên trên màn hình. Và video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, chào tạm biệt mọi người.